Xin chào mọi người đã quay trở lại với kênh của Sơn Japan hàng Nhật. Hôm nay xin giới thiệu cho các bác một em Senko cực kỳ xinh xắn và rất là sang trọng bởi vì cái kiểu dáng cũng như là cái màu sắc của em này. Em Senko này thì ở phần bên trên thì là màu nâu vân gỗ này, gỗ ốc chó luôn mọi người nhé, rất là đẹp, có các đường vân này khá là sang trọng. Và thứ hai là bộ phận lắc xoay. Bình thường thì bộ phận lắc xoay của những cái em đồng hồ khác thì chỉ có một phần lắc thôi, một tầng, nhưng mà riêng em này có tới hai tầng lắc thì nó sẽ tạo điểm nhấn đẹp hơn, sang trọng hơn cho cái chiếc đồng hồ. Lắc của nó thì nó sẽ xoay theo một em là xoay chiều kim đồng hồ, hai cái phần bên trên là ngược chiều kim đồng hồ, nó xen kẽ vào nhau rất là xinh và cực kỳ sang trọng. Em bộ phận lắc xoay này thì nó làm từ 2 này 4 6 viên pha lê Swarovski mọi người nhé. Pha lê Swarovski ở bên Nhật được sử dụng cho đồng hồ rất là nhiều bởi vì cái độ bắt sáng và cũng như độ sang sang chảnh của nó. Hai bộ phận này thì là bằng nhôm phay này. Em này cũng rất là nặng mọi người nhé. Ở phần bên cạnh thì có màu nâu vân cùng đi kèm với cái màu phần bên trên. Đây, sang trọng, lịch sự. Size khá là to, size 28 x 23. Em này để em xem nào. Em này thì chạy chỉ một viên pin tiểu thôi. Senko Sa, em này chạy một viên pin tiểu và được sản xuất tại Nhật mọi người nhé. Pin này thì các bác cũng không chẳng cần lo thay pin bởi vì cái pin này mua rất là rẻ. Và cái thứ hai thì chạy một viên pin thì nó cũng chẳng tốn pin gì cả. Những cái phần ở bên trong họ làm trang trí cách điệu bằng những cái tầng lớp khác nhau, tầng lớp đi vào sâu vào trong. Toàn bộ chất liệu ở bên trong đều là nhôm phay hết mọi người. Để nhìn ở ngoài thì rõ hơn. Bên hai bên thì có gương phản chiếu lại làm cho chúng ta nhìn như là có rất là nhiều bộ phận lắc đã đang xoay. Quay xa cho mọi người nhìn rất là đẹp. Em này giá cũng rất là hợp lý mọi người nhé. Mọi người có thể tham khảo trên web hangjapan.vn, hoặc là muốn xem ảnh chi tiết thì có thể tham khảo ở Facebook Sơn Japan hàng Nhật. Đợt này xốp về rất là nhiều các mẫu độc lạ, không những để bàn mà còn là treo tường hay là những cái đồ chơi đề co để mọi người trang trí ở trong phòng làm việc hay làm quà biếu tặng. Xin cảm ơn các bác đã theo dõi clip. Xin chào, hẹn gặp lại mọi người các clip tiếp theo.